Hello tất cả mọi người, trở lại kênh của mình nha. Cái gì đây, cái gì đây? Lật lại cái này. Mới vào có 3 con goblin rồi. Game này có vẻ ngon này. Có vẻ ngon này. Hơi vịt nè, vịt nếu mà có này giờ nếu mình phải lock lại thêm cái này là nữa là sao? Nếu mà mình lock lại thì mình chỉ có mua được hai con này thôi. Có đi nữa ta. Mình á, thì mình không có thích lock lại, mình mất tiền. Mà nếu mà lock lại thì có hai con này. Thôi, không lock lắm. Lấy con này cũng được, sao hết. Tôi lọc mở ra đây. Vì thực ra nếu mà có hai con này thì mình sẽ... Ok. Được. Mình thì mình thích con này hơn con này. Tên thì hãy lấy con Slug ta. Ui, mấy đứa này thật đánh Kira quá ha. Ui, cái này ba con mà quên sắp bỏ vào này. Ui, mày quá, không ăn được. Quá, dậy trắng chi sao. Trời ui. Slug là ngon rồi. Mình thắng thì mình sẽ mua con này. Chuyện sao đánh đánh trên bình ta. Con này đánh trên bình ta. Trời ơi. Thua rồi. Hay quá, ăn được nó rồi. Chà, xem pin đi. Đại nhân cho nhị cho đại nhân. Thôi, trận này mình sẽ đánh trên mình kẹp thú. Tôi lại từ Phủ Tàu Bang. Tiên tử, trí huy trí tiên tử, trí huy trí in sứ sứ vụ trợ. Ba chiến binh là con này này, với con này. Con này hay hơn. Rồi, mình bây giờ mình sẽ dùng ba chiến binh kẹp thú nha các bạn. Cái này đầu game khá là ok nha. Thích mẹ thằng này, chém thằng này thì thôi rồi. Chém vào thằng tiên đi thì tốt, biết bao chém vào con này thì hơi mệt. Ăn được đấy. Nhóc con thì đi hai. Trời, cái gì đây. Tiên tử, tiên tử, chỉ huy chỉ in sứ sứ vụ trợ. Hải bảo hải giang hải sứ, xa xa phân bù chinh. Tại sao mình lại thay con này một con này? Vì hai con này thì kết hợp kia hệ bit nữa. Rồi, con này level 2 này, thật cho lên level. Trói cái này chẳng. À, trói chiến binh sao? Và con này mình không chơi nha các bạn. Này, chết. Sẽ mua con này. Bia chỉnh trang. Ủa, phải thay nhìn thôi. Tại sao mình lên level? Vì mình nghĩ là mình, nếu mà mình thắng tiếp sẽ có cái win streak á. Sẽ giúp mình lên tiền nha. Với là mình cũng chẳng có đủ mấy gold, mấy cái con này mình cũng không có bán được. Thế
thế này mình sẽ lên level nha các bạn. Ok. Rồi để xem. Con này cũng ok này. Cảm nhận ảnh hình ma vương của lực lượng ba. Lấy con này người ta. Con này đam rất là mạnh nha các bạn, nhưng mà mình không biết có nên lấy con này hay không á. Giờ bỏ nó vào thì cũng không được. Thôi thì mình bán nó đi. Xem nếu mà thắng thì mình sẽ bán hai con này luôn. 8, 9, ok, 10 gold, wow, không bị ngờ. Cái ca này khó rồi. Khó rồi. Chịu. Tên lửa. Ôi, tên lửa không chết ai thôi. Rồi. Thua rồi. Vô luôn. Dầu y chứ sự mô phạm. Ủa, mình gặp thằng cái thằng này rồi về. Yeah. Mấy thằng này kỳ ghê. Rồi. Lại không ra cái gì hết. Rồi, bán luôn. Bây giờ mình cần 10 gold nha. Nếu mà trận này, nếu mà thắng thì mình sẽ chịu miết ha. Thôi dẹp miết đi. Miết tào lao lắm. Kia bọn pháp thuật ăn mình thấy sao mình đã đủ 9 con mạnh vậy mà nhưng mà mình thấy sao nó yếu sao thấy mấy cái đồ hình tín là trận trói với cái nai là cái chiến binh với thú rồi mấy cái đồ hình rồi 10 gold này có đỡ phải ba con nào. Demon Butcher. Rồi có gì đây thì này. Lên level thôi. Tại sao mình phải lên level vì đâu có gì đâu. Bây giờ mình cũng lên level cho nó mạnh rồi hiệp đánh tiếp theo là gặp quái đó, mình sẽ cho đỡ phải lo lắng là mày sẽ thua gặp quái đó. Giờ mình lên level đi, bây giờ thích thì bán 3, 4, 5, sẵn không có đủ tiền. Rồi bây giờ mình gặp thằng nào đây? Mình qua đánh thằng top 1 đi, qua coi xem. Mặt kín quá vậy. Nó vậy, thằng này đánh bếp à? Như vậy nó sẽ chuyển sang bếp à? Rồi. Biết thằng này đánh mét rồi. Thằng này đánh cái gì đây? Thằng này đang nuôi rồng. Rồi bây giờ phải bán rồi này. Cần 20 gold. Trời gặp trên pin thôi. Dẹp con này luôn. Con này dẹp con này người ta. Rồi thì dẹp con này luôn. Cái đồ hình mình á, nếu mà trói, đánh trói á thì không có cái con này. Thì mình sẽ lấy chiến binh rồi mình sẽ lấy con kia. Thôi dù 20 con mình để nó đó. Rồi. Đâu mua cái gì đâu. Để bán nó một tí đi ta. Dẹp cho bò. Thằng này đánh cái gì đây? Nghĩ nó sẽ đánh rồng vì nếu mà nó mua cái kiểu như vậy đó. Rồi có phải không này? Có nên mua hay là bán nó luôn đây? Thôi mình bán nó luôn đi. Thôi đủ 30 gold. Sao trôi cái này đi. Trôi chiến binh chứ không phải trôi cái này. Thằng
ra mình chưa biết đánh con gì đấy nè, chưa biết mình mới có con này có 2 sao à. Đâu có phải là thằng top 1 nó đang mép chắc chắn là 100% rồi. Nhìn thấy cách nó lên đồ thế này là hiểu rồi. Hai con level 2. Nó cho đồ mấy con này ra, ý là nó tí nó bán con này hay sao vậy? Có hiểu không? Bao nhiêu tiền đấy? Bây giờ mình đăng là thằng Toby này cái gì đây? Qua coi nhà nó thế nào đây. Có thằng này, nhiều rất là nhiều tiền, không biết nó đăng cái gì đây. Rồi hiểu rồi, thằng này sẽ đánh ép. Tuệ mà không có biết mày có combat nổi nữa. Thằng này sau round 15 nó sẽ là rất là mạnh nha các bạn. Nó đang tít tiền nha, nó tít rất là nhiều tiền. Mình gặp thằng ăn thằng này không? Mấy giờ mới có được hai con này sao? Chán thì phải chết biết không? Tối qua đánh chết biết gì đâu, mà sao mình không có ra chết biết nào ta? Không, ý mình không phải là chết biết mà để ra mấy con 2 sao chứ. Sao mà phải nhìn xem. Ui my god, chả hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Không có ma nào đánh trên biển đấy. Các bạn nhìn xem, mình chỉ có thằng này đang Warriors này. Mình cũng đang Warriors. Rồi thằng Toby này nè, thằng Toby nó bắt đầu nè. Các bạn để nó mà xem, nó bắt đầu sẽ rất là mạnh. Rồi thằng này thì vì mình bán nó mà đúng không? Cần kèo được tí nào mình cần đúng cái Jinko. Một nét thấy quá skill. Mạnh quá vậy. Ok. Wow. Phải Toby. Toby này này hơi sầu đó em. Chỉ要一碗汤，心中有剑，手中亦有剑。现在烧烧了呀，是？那就会烧烧了。可可那这个那一样的？巨龙的烈焰将为世界带来秩序。 Win rồi. Bắt đầu rồi nha các bạn. Chúng ta là có ăn được không đây? Con này có vẻ mạnh hơn này. Con này dù sao skill nó cũng là làm AOE, có khi mình nghĩ nó tốt hơn. Không biết có ăn nổi không. Rồi, thế này là chết tôi rồi. Chịu rồi. Ném xong rồi ném cũng mấy con này luôn. Rồi mình quá yếu rồi các bạn. Chết mẹ tôi rồi.
không ăn được con nào luôn, mất 10 máu. Rồi, đỡ hơn tin rồi nè. Mẹ, 7 con mà. Trời ơi, chết tôi rồi. Nếu mà quá là cô vớ vẩn gì rồi. Ok, bây giờ mình cố gắng xoay ra con trói là xong. Là đủ bộ trói. Mẹ nãy giờ tự nhiên thua quá. Không có đủ, không có cái đồ gì. Ui, con này đi đây. Thằng này đang chuyển sang đánh rồng rồi. Đánh biết mới chỉ đánh rồng. Chúng ta đánh cái này rồng. Chú con Tobi đấy chưa? Bây giờ nó bắt đầu mạnh lên rồi nha. Nó bây giờ nó ăn được cả tôi luôn này. Tobi. Vậy thôi, nhẹ nhàng vậy thôi các bạn. Thằng đang thua mà có gì đâu. Giữ 50 tiền nha. Để rao 20, 20 là lên 8. 21 là lên 8. Rồi sau đó là mình sẽ bắt đầu đánh rồng. Lên level của ta. Con này sắp ban rồi nha. Quên. Tiến 者，智慧之印，识时务者。
giờ thiếu còn có một con trói nữa là xong. Quá xe trắng. Tôi chẳng chỉ rằng ca của ca. Bia chinh chào, bia chinh chào. 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 Bia chinh chào,领我来自斧头帮，哈哈哈哈！我这一拳下去，你可能会死。别人都找我唱歌，要抵御嘲笑。最强骑手，牙疼吧？他们有，画个五芒星诅咒。别紧张，我会在你背后的。错的不错的不是错的不是又熟悉的死亡气息，抱歉，我该洗澡了。我最强骑手，我是蝙蝠，我是蝙蝠骑士侠，我是蝙蝠骑士侠。又要开始新的航程，脸红可不行。我是蝙蝠骑士侠。别人都把我唱，我来自斧头帮。画个五芒星诅咒你！画个五芒星诅咒你！我是蝙蝠骑士，我是蝙蝠骑士侠。không biết nói sao luôn các bạn ơi. Này như vậy mà không ra được con trôi thì là oặng luôn nha. Trôi thôi, bạn thích con trôi thôi. Tìm con trôi ra này. Con này bút hạt cho sợ. Bút này kho bạn rồi đó. Thằng chú bị bắt quay. Trôi đúng không? Đúng rồi. Con này 4 tiền thôi. 3 đi, lấy 20 tiền.
vì mình đang đến rao quái mà đâu cần phải là làm cái gì đâu. Mình có một con trôi nữa là đuổi mình thất bại luôn. Rồi con trôi là mình sẽ bán cái tini này đi. Trôi sẽ bỏ con này vào nữa là bán thêm một con nào nữa. Mình khả năng bán con này. Bán tất cả này đi. Lady can. Còn ấn bán nó lên 3 sao nhé. Con này lắm nó lên 3 sao thì không chơi.我是蝙蝠骑士侠，没什么能难倒我和熊灵狐。画个五芒星诅咒你！我的斧头总是丢不完，他们究竟是从哪儿来的？ Xem các bạn cái đánh cái gì này. Dragon. Con này. Thôi. Thứ hai đâu. Với cái đồ này mình chỉ cần một con là. Con là. SS. Rèn rèn都是三菜鱼，有三有菜有多鱼。嗯。喂，动作快点！我死亡就起飞，起飞，勇猛出发！你这呢，把还缺点个鸡。 cho cái này đi, cho con đùm lên, đập vỡ bụng nó đi, cho cái này luôn được, không, ba con này đi, tiền, nó mới là đồng một, các bạn nó mới là đồng một, nó gọi nó là thấy chớ là đồng một nữa rồi, nó không có mặt, bây giờ nếu bạn nó gặp rồng mà rồng là rồng, không có thể cái gì gọi là mặt này được. 人人都是三菜鱼，有三有菜有多鱼。只要一碗汤，就能让你做一整天。心中有剑，手中亦有剑。 chuyện sang kẹp CC em đánh thôi chứ trên bên cái gì chỗ này nữa đúng không? Giáp à, cho thằng ớt ớt cầm đi đầu cho này cơ đúng phát thằng này luôn cái là ăn chắc thằng này mà không ra skill thì kiểu gọi là quá phế luôn. Rồi bây giờ mình cần giữ tiền lên chín đây.
con rồng này các bạn. Đây là ra 30 rồi. Bây giờ mình phải giữ tiền để lên level 9. Thì mấy thằng này nó lên level cam level 9 bại 40 tiền. Thằng này nó mà có rồng 2 là mình chết đọa với nó. Ừ, có chưa? Ừ, nó mới rồng 1 à. Rồng lửa đó các bạn. Qua coi nó. Nâng băng chú nhỉ, hẳn cao xin. Chắc mình sẽ lên 2 level bây giờ luôn đi. Không biết cho mình. Ta mới dầu biết. Thầy chứ. Rồi. Rồi hai rồi con này hai. Ta là mặt xem cái gì. Rồi. Tổng hợp nha. Bây giờ mình phải giết nó thôi. Nó có rồi rồi. Sáng chi sao? Mình thua với nó này. Rồi. Cái gì đây? Giải sâu vào tầng khá lưu lý. Mấy cái game này khả năng mình nghĩ không lên được bạn biết sao không có lên được level 10 đâu. Con này này 10万伏特不行的话来世是百万伏特吧 nó lên rồng nữa. Nó mới rồng 1. Nó mới lên rồng 2 là mình thấy tất cả của nó là vì rồng 2 là nó khác so với rồng 1. Hai là một cái gì đó rất là mạnh. Tiếp nó sao các bạn. Hai là một cái gì đó rất là mạnh. Hay quá. Ui con rồng nè, mua con rồng thôi. Rồng的 烈焰将为世界带来秩序. Thôi mình không có nó, mình mua rồng. Mình mua rồng thì nó phải có rồng. Nó có rồng 1. Rồng 1 đúng không? Rồng 1. Bây giờ nó mình để coi mình sao nó xoay tiền nó. Ù nó hết tiền rồi. Thằng lên level 10 rồi. Dữ vậy. Mình sẽ lấy rồng. Mình sẽ cầm con rồng này. Bắn chết. Bảo lịch thật là MVP của đây. Thế thôi. Nhìn thấy xem sao. Giờ cái bản bản quyết định rồi nha. Rồi nó rộng 2 để mình xem sức mạnh của hai. Quá trường này luôn này của bản rộng này nè. Rộng này. Này. Rộng này biến gà luôn. Trời rộng ơi. Bay lên đi nào. Bay lên nào. Yes. 人人都是三才女，又三又才女又三。